Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Việt Nam vẫn giữ được vị trí về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Hải Dương tổng kết công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhiều nơi có tia cực tím ở mức nguy cơ gây hại rất cao. Xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên dồn sức về đích nông thôn mới nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc mở lại đường bay thương mại giữa Việt Nam với các nơi có hệ số an toàn cao, Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất mở lại đường bay quốc tế đến những nước đã kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Lào và Campuchia, trong đó ưu tiên đường bay Nhật Bản và Hàn Quốc trước từ ngày 15 tháng 9 tới. Cục Hàng không Việt Nam đề xuất nối lại đường bay từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với thủ đô Seoul, Hàn Quốc và Tokyo, Nhật Bản, với tần suất 2 chuyến một tuần, mỗi nước khai thác một chuyến trên mỗi đường bay. Hãng hàng không được chỉ định bay quốc tế đợt này là Vietnam Airlines và Vietjet với hai loại tàu bay Boeing 787 và 321. Để kiểm soát dịch bệnh, Cục Hàng không cho biết hành khách trước khi lên tàu bay không bị nhiễm COVID-19. Kết quả này phải có hiệu quả trong vòng 3 ngày trước khi thực hiện chuyến bay. Khi máy bay hạ cánh thì tất cả hành khách phải xét nghiệm lần 2 và phải thực hiện cách ly và có thu phí. Hành khách phải cài đặt phần mềm để kiểm soát, theo dõi dịch bệnh. Về cái ngày dự kiến thì chúng tôi dự kiến là tính toán để mà nó có thời gian thu xếp, cũng để giúp cho các hãng có thời gian mở bán. 15 tháng 9 là dự kiến bắt đầu bay. Thế chúng tôi rất muốn là nếu có thể quyết định được, chúng ta quyết định sớm để tạo điều kiện cho các hãng có thể làm công tác tiếp thị. Theo Cục Hàng không, hiện tất cả các hãng hàng không đang gặp nhiều khó khăn. Việc mở lại đường bay quốc tế sẽ giúp cho các hãng có thêm chuyến bay, có điều kiện trang trải thêm chi phí. Sau một thời gian thực hiện tốt các chuyến bay này, các nước cũng nhất trí với Việt Nam phải mở rộng thêm đường bay, qua đó rút kinh nghiệm vừa kiểm soát dịch tốt, vừa phục hồi giao thương về hàng không giữa các nước. Năm 2020 ghi nhận năm thứ 2 liên tiếp, Việt Nam giữ vị trí thứ 42 trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu. Việt Nam cũng thuộc top 50 nền kinh tế đạt được tiến bộ đáng kể nhất trong bảng xếp hạng theo thời gian. Bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Liên Hợp Quốc, viết tắt là GII, năm nay liệt kê năng lực cạnh tranh của 131 nền kinh tế dựa trên 80 tiểu tiêu chí, được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới của Liên Hợp Quốc WIPO, Trường Kinh doanh INSEAD và Trường Đại học Cornell phối hợp biên soạn. Đứng đầu trong nhóm thu nhập trung bình thấp, Việt Nam giữ vị trí thứ 42 trong năm thứ 2 liên tiếp, tăng từ vị trí 71 vào năm 2014. Trong những năm qua, Việt Nam nằm trong số các nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp, thu được nhiều kết quả đổi mới ở nhóm chỉ số đầu ra hơn so với đầu vào, thuộc top 50 nền kinh tế, đạt được tiến bộ đáng kể nhất trong bảng xếp hạng theo thời gian. Việt Nam xếp thứ nhất trong nhóm 29 nền kinh tế thu nhập trung bình thấp. Khi thông tư số 58 của Bộ Công an được ban hành, các chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Hà Nam cơ bản đồng tình, ủng hộ và xem rằng đây là một trong những bước quan trọng để lập lại thị trường kinh doanh vận tải, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải, toàn tỉnh Hà Nam hiện có 4 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định với gần 100 phương tiện, 8 đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe taxi với gần 650 phương tiện và 2 đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe buýt với trên 30 phương tiện. Tạo nguồn thu thuế nhà nước đó là sự công bằng, trong kinh doanh là có sự công bằng nên đấy là một nguồn thu thuế, bởi vì có những một số doanh nghiệp không thực hiện những nghĩa vụ thuế nghiêm để làm nguồn thất thu. Ngoài ra những có thể phân biệt được để giúp các doanh nghiệp quản lý, có thể giúp các cơ quan quản lý có thể quản lý được đối tượng xe dù. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Nam, đến thời điểm này đã có khoảng 500 xe ô tô kinh doanh vận tải lắp biển số vàng. Thủ tục chuyển đổi biển số xe ô tô sang màu vàng rất đơn giản và nhanh gọn. Bộ Công an đã quy định rõ trong các thông tư, các chủ phương tiện chỉ cần thông báo cho cơ quan công an danh sách biển số cần đổi. Trên cơ sở đó, cơ quan công an tiếp nhận và thực hiện các công tác nghiệp vụ để đổi biển số, cập nhật trên hệ thống đăng ký xe và hẹn lịch chủ xe về thời gian thích hợp đến đổi biển. Về liệu trình đổi biển từ nền màu trắng sang nền màu vàng, thì Bộ trưởng Bộ Công an quy định sẽ đổi hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thế còn cái việc hiện nay mà các cái tổ chức cá nhân mà đăng ký xe mới mà hoạt động kinh doanh vận tải thì ngay lập tức được lực lượng làm công tác đăng ký sẽ cấp biển số vàng. Và khi các cái tổ chức cá nhân mà sở hữu biển số màu vàng thì sẽ thay thế được số 7 loại giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải, hết sức thuận lợi cho cái việc quản lý nhà nước cũng như là quyền lợi của các cái tổ chức cá nhân sở hữu xe hoạt động kinh doanh vận tải. Thông tư 58 của Bộ Công an được đánh giá là một cách làm đúng và sẽ góp phần rất lớn vào việc nâng cao công tác quản lý cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã chuyển đổi thành công từ chăn nuôi trong khu dân cư sang chăn nuôi xa khu dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh và đặc biệt là đem lại hiệu quả kinh tế cao. Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi trong khu dân cư, năm 2014, gia đình anh Trần Văn Phú, thôn 3, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên đã chuyển đổi 7 sào ruộng để xây dựng chuồng trại chăn nuôi ra xa khu dân cư. Do áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, chuồng trại được xây dựng khép kín nên vật nuôi luôn khỏe mạnh và phát triển tốt, đặc biệt là chưa bao giờ để xảy ra dịch bệnh. Nhờ đó, đàn lợn luôn được nuôi duy trì và ổn định gần 800 con, gồm 700 con lợn thịt và 100 con lợn nái, mỗi tháng xuất bán gần 10 tấn lợn thương phẩm ra thị trường. Trước năm 2011, 12, 13 thì gia đình tôi nuôi ở trong khu dân cư, nhưng vì trong cái chật chội và mùi hôi hám không tốt với dân xung quanh cho nên là tôi chuyển chuồng trại ra ngoài bãi. Từ ngày tôi ra thì tôi làm chuồng trại chăn nuôi theo kiểu khép kín, an toàn sinh học. Cho nên là nuôi thấy hiệu quả rõ rệt. Anh Phạm Ngọc Điển, thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa nhận thấy chăn nuôi trong khu dân cư hiệu quả kinh tế không cao do chuồng trại chật hẹp, ảnh hưởng đến môi trường sống của chính gia đình và các hộ xung quanh. Năm 2019, anh Điển đã quyết định chuyển đổi gần một mẫu đất nông nghiệp, cấy lúa kém năng suất sang xây dựng chuồng trại kết hợp với trồng cây thả cá. Để phòng trừ dịch bệnh cho đàn lợn, gia đình áp dụng nghiêm ngặt lịch tiêm phòng vaccine, khử trùng tiêu độc chuồng trại, bảo đảm thức ăn đủ chất đạm, khoáng và vitamin, trung bình mỗi tuần phun khử trùng tiêu độc xung quanh chuồng trại 2 lần. Từ thành công của lứa lợn đầu tiên, anh Điển đã mở rộng thêm quy mô chuồng trại chăn nuôi lên trên 200 con, bao gồm cả lợn nái và lợn thương phẩm. Mỗi năm gia đình xuất bán từ 500 đến 600 con lợn. Từ khi coi như là chuyển ra ngoài này thì cũng trải qua cái đợt coi như là dịch bệnh nong móng nở mồm, rồi về sau dịch tả châu Phi. Phát huy được an toàn sinh học, khử trùng tiêu độc đạt được cái kết quả cũng cao. So với trước kia thì là nó sẽ thu nhập mọi mặt nó hơn nhiều. Hiện toàn thành phố có trên 60 trang trại, gia trại, chăn nuôi ra xa khu dân cư, chủ yếu là chăn nuôi lợn, tập trung nhiều tại các xã Quảng Châu, Hồng Châu, Trung Nghĩa. Từ hiệu quả trên, các địa phương đang tiếp tục vận động nhân dân giảm dần việc nuôi nhỏ lẻ, từng bước hình thành chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, công nghiệp hóa, hiện đại hóa để góp phần bảo vệ môi trường, tạo ra sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi. Ngày 3 tháng 9, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tỉnh Hòa Bình đợt 2 đã diễn ra ở một điểm thi đặt tại trường trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ, thành phố Hòa Bình. Ngày 3 tháng 9, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Hòa Bình đợt 2 đã diễn ra ở một điểm thi đặt tại trường trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ, thành phố Hòa Bình. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, đợt này có tổng số 21 thí sinh của 8 đơn vị đăng ký dự thi. 21 thí sinh này là thí sinh tự do, đang là quân nhân đóng quân trong các đơn vị quân đội và đã thực hiện việc cách ly tại đơn vị để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, sáng nay chỉ có duy nhất một thí sinh Bùi Văn Tú, sinh năm 2001, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, dự thi. Đề thi đợt 2 cũng không phải là quá khó để vừa sức với kỳ thi tốt nghiệp. Với mức độ đề thi này, nếu thí sinh tập trung vào thì ôn tập thì cố gắng sẽ đạt được điểm tốt. Về cái quy trình tổ chức kỳ thi thì mặc dù chỉ có một thí sinh đến dự thi thì chúng tôi vẫn tổ chức các khâu của quy trình coi thi đảm bảo đúng theo quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 9. Việc chấm thi vào ngày 7 tháng 9 và công bố kết quả vào ngày 16 tháng 9. Xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên về đích nông thôn mới năm 2016 nhằm hướng tới đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020, xã đã nhận được sự đồng thuận, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đến người dân trên địa bàn, thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Xác định tiêu chí trường học, y tế là một trong những tiêu chí quan trọng và cần được nâng cao. Ngay khi hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã tiến hành xây mới, nâng cấp, sửa chữa nhiều hạng mục. Công tác giáo dục đạt nhiều kết quả như phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học đạt 90%. Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 1, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 92%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng theo cân nặng 10,5%. Xây dựng nông thôn mới nâng cao thì trạm y tế xã của chúng tôi cũng được Đảng ủy, Ủy ban rất là quan tâm về
việc xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ nhân viên của trạm cũng được cử đi học, nâng cao về trình độ chuyên môn, đáp ứng cho việc khám chữa bệnh của nhân dân tới trạm. Công tác giảm nghèo bền vững gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn cũng được xã chú trọng. Xã đã quy hoạch vận động người dân thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang cây trồng khác là 69 ha. Chủ yếu trồng một số cây ăn quả như nhãn, ổi, bưởi diễn và đem lại thu nhập đáng kể cho nhân dân. Song song với phát triển nông nghiệp, xã Hiệp Cường còn quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thu hút trên 1.000 lao động. Gia đình tôi làm cái này nó độ gần 30 năm rồi. Nói chung là nó hơn làm nông nghiệp. Nông thôn mới thì đường xá cho dân đi lại nó dễ hơn và làm ăn nó thuận tiện hơn. Xác định tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Để hoàn thiện hơn, thời gian qua đã có sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Do đó, các thôn đều quy hoạch khu đổ rác tập trung, nhân dân đổ rác đúng nơi quy định, duy trì việc quét dọn đường làng ngõ xóm. Trong quá trình tập trung nâng cao một số cái tiêu chí còn yếu còn thiếu, thì khó khăn nhất của địa phương là công tác vệ sinh môi trường. Bà con nhân dân là một số còn hạn chế, trong khi đó là những cái kinh phí đầu tư cho thu gom rác thải của xã là rất thiếu. Chúng tôi thì huy động đoàn thể, huy động hội viên, đoàn viên và nhân dân để tập trung thu gom rác thải, thực hiện tốt cái môi trường. Từ năm 2017 đến nay, xã đã đạt được những kết quả quan trọng, xây mới trên 3 km đường trục thôn, nội đồng. Trên địa bàn không còn nhà tạm, nhà dột nát, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt trên 45 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2019 đạt 0,69%. Năm 2020 ước còn 0,5%. Đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, diện mạo quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ngày 3 tháng 9, tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay và sắp tới của tỉnh là thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa chống dịch thành công, vừa phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh tiếp tục duy trì hiệu quả các tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống COVID tại cộng đồng. Ngành giáo dục đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức lễ khai giảng và phải có phương án cụ thể để đảm bảo an toàn cho công tác dạy học trong năm học mới. Đến nay, Hải Dương đã ghi nhận 26 ca mắc COVID-19, trong đó có 21 ca mắc từ ngày 25 tháng 7 đến nay. Hiện trên địa bàn tỉnh có 4 ổ dịch COVID-19. Đến hết ngày 31 tháng 8, tổng kinh phí ngân sách Hải Dương đã bố trí cho phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh là 138,1 tỷ đồng. Hải Dương cũng đã bố trí kinh phí 270,9 tỷ đồng để thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Sau khi có thêm ca mắc COVID-19 mới là bệnh nhân số 1045, 72 tuổi, có địa chỉ tại xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc. Ngày 3 tháng 9, tỉnh Hải Dương tiếp tục thiết lập vùng cách ly y tế đối với một cụm dân cư tại xã Thống Nhất để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Khu vực được thiết lập vùng cách ly y tế là một phần khu dân cư thuộc thôn Khay có diện tích 0,4 km2, bắt đầu từ nhà ông Phạm Văn Phó đến lều cá nhà ông Đoàn Văn Tâm, gồm 36 hộ với 136 nhân khẩu. Thời gian cách ly là 28 ngày, tính từ 0 giờ ngày 3 tháng 9. Mới đây, hai bệnh nhân COVID-19 số 385 và 930 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định sau 3 đến 4 lần xét nghiệm âm tính liên tục với virus SARS-CoV-2 đã được xuất viện với tình trạng sức khỏe bình thường. Sau khi được trao giấy ra viện, hai trường hợp này sẽ được đưa về cơ sở cách ly tập trung tại tỉnh Nam Định, thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tiếp tục theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày trước khi trở về địa phương. Như vậy, đến thời điểm này, toàn bộ 8 bệnh nhân COVID-19 được phát hiện sau khi nhập cảnh về Việt Nam. Cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định đã khỏi bệnh, xuất viện. Cho đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đã làm tốt về cái công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh môi trường, không để mầm bệnh lây lan tới các nhân viên y tế, không để mầm bệnh lây lan ra ngoài cộng đồng. Nếu mà có tình huống có bệnh nhân mới đến thì chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và sẽ có những cái mà kịch bản làm sao cho nó rút kinh nghiệm, làm sao cho cái công tác chống COVID của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cũng như ngành y tế của tỉnh Nam Định là được diễn ra một cách hết sức là bài bản.
Để phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh, các cơ sở y tế tại Nam Định thường xuyên phun thuốc khử khuẩn khu vực xung quanh bệnh viện, phòng khám, phân tuyến, sàng lọc sớm những trường hợp có yếu tố dịch tễ như ho, sốt, khó thở đến khám. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình, đến nay qua rà soát, số đối tượng là người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 thuộc diện được hỗ trợ từ gói hỗ trợ an sinh xã hội của chính phủ trên địa bàn tỉnh là hơn 10.800 người. Các địa phương đã thực hiện chi trả cho hơn 6.100 người với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng. Trong đó, huyện Gia Viễn, Nho Quan đã chi trả xong 100%. Thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp đã chi trả xong đợt 1 và bắt đầu chi trả đợt 2. Các huyện Yên Khánh, Hoa Lư, Yên Mô, Kim Sơn đã được cấp kinh phí bổ sung để hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19 và đã bắt đầu thực hiện chi trả, phấn đấu hoàn thành công tác chi trả trong thời gian sớm nhất. Ngành Lao động Thương binh và Xã hội đang thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm đưa cơ hội việc làm mới đến với người lao động. Tính đến hết tháng 8 đã có gần 3.000 lao động tìm được việc làm mới. Thời gian qua, các hoạt động khai thác vận chuyển với tần suất lớn đã làm nhiều tuyến đường giao thông tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang liên tục bị cày phá và xuống cấp. Trong quá trình vận chuyển, các xe tải trọng lớn cũng thường xuyên làm đất vương vãi, khiến đường xá luôn ở trong tình trạng bụi bặm mịt mù, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng đời sống của người dân trong vùng. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại hai xã Bắc Lũng và Vũ Xá của huyện Lục Nam. Đây là tuyến đường bê tông tại xã Vũ Xá, mới được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2020. Thế nhưng, từ nhiều tháng nay, tuyến đường này cũng không khác là mấy, con đường đất. Từ những chiếc xe tải trọng lớn chạy rầm rập chút thẳng xuống nền đường, đất cuộn theo từng đoàn xe biến thành bụi, gây mất tầm nhìn và tác động trực tiếp đến môi trường sống của người dân địa phương. Cháu nhà tôi, đứa lớn nhất là học lớp 4, nhưng mà độc đi phải đi ô tô đấy, phải đi ô tô, phải thuê ô tô. Dân ở đây độc phải thuê ô tô chứ không dám cho đi xe đạp. Thế mà hôm nào cái chú ô tô mà chú phải bận, một là sửa xe, hai ấy thì cho chúng nó đi học, phải bố phải đưa đi. Đoạn đường tại đây cũng là điểm nhộn nhịp nhất nhì của các hoạt động vận chuyển mua bán đất từ huyện Lục Nam đi các tỉnh tiêu thụ. Có lẽ vì bài toán kinh tế vận chuyển nhiều và nhanh nên các xe vua tải trọng cứ vô tư cơi nới thành thùng, che đậy qua loa và lao rầm rập với tốc độ cao trên đường dân sinh. Hệ quả là nhiều đoạn đường giao thông từ xã Vũ Xá sang xã Bắc Lũng và ngược lại đã bị cày nát. Còn tại thôn Xuân Phú, xã Bắc Lũng, nơi có mỏ đất đang khai thác, người dân cũng đang phải lãnh đủ những hệ lụy như đường xá sình lầy, ngập nước, giao thông đi lại vô cùng bất tiện. Và sau mỗi trận mưa thì công việc thường thấy của những người dân nơi đây là sửa đường. Nó đang làm thì mưa to nó tràn xuống, nó chưa múc xong. Bình thường nó chảy dàn, thế bây giờ mỗi nhà mình trúng là nó tràn xuống, cả tiếng hồ xong. Được biết, các hoạt động khai thác đất tại đây là của công ty An Phát. Trước đó, khi xin cấp phép, đơn vị này đã ký cam kết không vận chuyển đất bằng xe cơi nới thành thùng, không bốc xúc chở hàng vượt quá tải trọng. Tuy nhiên, cam kết chỉ là trên giấy, thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Đáng chú ý, theo Ủy ban Nhân dân huyện Lục Nam, thì hiện nay công ty này vẫn chưa được phép tiến hành khai thác. Công ty An Phát cũng vẫn còn thiếu một số trình tự thủ tục hồ sơ. Vừa rồi thì các cơ quan cũng báo cáo là có hiện tượng là khai thác trở lại, thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo công an và phòng tài nguyên và ủy ban xã Bắc Lũng là kiểm tra và ngăn chặn sẽ dừng khai thác, khi nào mà hoàn thiện đầy đủ hồ sơ mới được tiến hành khai thác trở lại. Nhưng đây là những gì đã diễn ra tại mỏ đất của đơn vị An Phát sau buổi làm việc giữa phóng viên và đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Lục Nam. Không chỉ vậy, tại nhiều thời điểm ghi hình, nhóm phóng viên cũng nhận thấy sự vắng bóng của các lực lượng chức năng đi kiểm tra, giám sát các phương tiện vận chuyển đất có dấu hiệu chở quá tải và đang làm hư hỏng nhiều đoạn đường trên địa bàn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong các ngày từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 9 ở tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước đều có chỉ số tia cực tím UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Để tránh sốc nhiệt do nắng nóng, người dân khi ra đường nên mặc áo chống nắng, mang theo kính bảo hộ, bố trí thời gian làm việc ngoài trời và nghỉ ngơi hợp lý, tránh tiếp xúc với môi trường nhiệt độ cao quá lâu, uống đủ nước, tránh mất nước và muối khi làm việc ngoài trời, tăng cường rèn luyện sức khỏe, tăng khả năng thích ứng với thời tiết khắc nghiệt. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.